Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ngày hôm nay sẽ là chuyên mục ăn rau muống nói chuyện quốc tế. Trước mặt mình đây là hai phiên bản đến từ hai hãng NVIDIA và AMD. Hai hãng này liên tục vả mặt nhau. NVIDIA thì tung ra các phiên bản Super để lấp đầy các phân khúc, và AMD cũng không kém cạnh khi tung ra các phiên bản XT. Thật ra nó chỉ là một cái tên gọi thôi, nó không mang nhiều ý nghĩa lắm. Anh em chỉ cần quan tâm là ở mọi phân khúc, mọi giá tiền, cả hai hãng đều có những sản phẩm để anh em đáng lựa chọn. Vậy thì mình đi lượn lờ khắp các group ấy, anh em hay so sánh. Ngày xưa ấy là hay so sánh các phiên bản RX 5700 với RTX 2060 và RTX 2060 Super. Và đến bây giờ vẫn mang phiên bản mới, đó chính là RX 5600XT ra so sánh với phiên bản RTX 2060. Mình cảm thấy nó không công bằng cho lắm. Bởi vì rõ ràng hai phân khúc, hai giá tiền của hai hãng đã khác hoàn toàn nhau. Với mức giá tiền là 8.599.000 đồng, anh em có thể chọn mua được phiên bản RX 5600XT kiêm X cao cấp. Nhưng mà với cái giá tiền đấy, anh em sẽ chỉ lựa chọn là các phiên bản RTX 2060 nó rẻ rẻ một chút như này thôi. Nhưng mà tại sao mình vẫn mang ra so sánh với nhau? Bởi vì hai phiên bản này có cùng giá tiền. Mình so sánh là so sánh cùng giá tiền, chứ không phải so sánh kiểu một phiên bản cao cấp với một phiên bản cao cấp nữa. So sánh như vậy nó không trực quan cho lắm. So sánh là phải so sánh trên giá tiền, để cái mức số tiền anh em bỏ ra nó xứng đáng với những gì mà anh em có thể nhận lại hay là không. Ok, thì mình sẽ không so sánh về vấn đề tản nhiệt đâu. Bởi vì một phiên bản cao cấp so với phiên bản tầm trung giá rẻ nó khập khiễng quá. Nhưng mà tuy nhiên mình sẽ quay qua một chút hai mẫu cả quả này, để anh em muốn mua có thể có một cái nhìn tổng quan nhất. Trước khi đi vào phần test game thực tế thì mình sẽ test qua một số các phần mềm như Firmax. Firmax này chỉ để tham khảo để cho anh em quan tâm nên hai mẫu cả quả này tản nhiệt ra sao nhé. Nó không phải để so sánh trong video ngày hôm nay đâu. Tiếp theo đó là phần mềm Firestrike để xem điểm số của hai mẫu cả quả này. That record only died. Oh, 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 oh.
Có một số điều mình muốn chia sẻ với anh em sau cái phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi, đó chính là phiên bản RX 516XT mình đang có ở đây này. Nó được sinh ra không phải là để cạnh tranh với RTX 2080 mà là để cạnh tranh với RTX 1660 Ti. Tuy nhiên, sau khi Nvidia giảm giá RTX 2060 thì AMD có một động thái tương tự, đó chính là đẩy hiệu năng của RX 516XT lên. Tức là anh em muốn sử dụng một card loại RX 516XT đến từ AMD này, hãy cập nhật lên phiên bản BIOS cũng như driver mới nhất để có hiệu năng ổn định và cao nhất. Tóm kê với lại, ở trong tầm giá anh em sẽ có lựa chọn gì? Dưới 9 triệu đồng anh em có thể mua được mẫu card loại RX 516XT phiên bản cao cấp. Còn đối với phiên bản Nvidia, anh em hoàn toàn có thể lựa chọn các phiên bản GTX, ví dụ như GTX 1660 Ti phiên bản cao cấp, hoặc lựa chọn phiên bản RTX 2060 phiên bản giá rẻ một chút. Cái này thì phụ thuộc nhiều vào nhu cầu cũng như là anh em là fan của đội nào thôi, thì mình sẽ không bảo là anh em phải mua mẫu card loại nào đâu. Nếu như anh em quan tâm đến các mẫu card loại thì đường link sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau, những video so sánh kiểu như này.